Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một cái miếng đất, có một căn nhà luôn đang bán. Em quay cho anh chị mình xem nha. Thì đây là cái con đường lầu nhựa của cổng sau của khu công nghiệp Tân Hương. Ở đây anh chị đi thẳng ra là mình sẽ đi thẳng ra ngoài quốc lộ 1A nha anh chị. Đó. Còn quay bên này. Đây. Thì ở đây là cái cổng sau của cái cổng bên hông của khu công nghiệp Tân Hương nè. Đây là bên trong khu công nghiệp Tân Hương luôn á nha. Em sẽ cho anh chị mình xem thử nè. Đó. Đây nè, cổng dành cho người làm việc tại khu công nghiệp Tân Hương nè. Thì nói chung là ở đây là của khu công nghiệp Tân Hương. Thì cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là miếng đất ở ngoài trước mặt mình nè. Cái miếng đất này thì em cho anh chị mình xem sổ trước đi cho mình dễ hiểu ha. Thì đây là cái sổ đất của mình nè. Cái vị trí em đang đứng thì nó nói chung là nó bị nhọn nhọn á, ở ngoài sau thì nó dài ra từ từ. Coi sơ vậy cái em dẫn anh chị vô bên trong rồi cái mình coi sổ cái nữa để cho anh chị mình dễ hiểu hơn ha. Thì ở ngoài trước này á, cái phần ở ngoài trước nè, cái mặt tiền này nè anh chị, là từ ở bên này. Từ ở bên này nha, đi ngang qua bên này là của mình nha. Đó. Rồi cái phần sân bên hông này nè mình tận dụng cũng được nữa. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đi vô xem cái miếng đất. Cái phần này á thì tại vì miếng đất của mình á là gần ngay cái khu công nghiệp, cho nên ở đây á là mình có thể tận dụng để mình kinh doanh, mình mua bán gì cũng được ha. Hai anh chị nhìn nè, đó. Đây là cái phần mặt tiền ha. Rồi. Cái từ ở đây đất của mình là chạy dài vô bên trong luôn, tổng diện tích là khoảng 750 m vuông nha. Đây nè, cái phần đất này là cái phần thể hiện trên sổ á. Đây em sẽ dẫn anh chị mình đi vô xem đây. Nè. Cái này thì có chiều dài là khoảng 76 m nha. Hậu là 17 mét. Nó em thấy là giống như là ở cái khúc bên trên nó là nó teo rồi, cái từ từ cái nó nở ra. Đó, thì cái phần đất của mình nè, anh chị thấy là nó chỉ có như đây thôi mà nó chạy dài ra. Còn cái phần bên này á là cái phần mà em thấy là con kênh y tế á, ở đây trong sổ gọi là con kênh y tế. Nếu mà anh chị mình có vốn á thì mình cứ bắt ngang qua luôn để mình tận dụng thêm cái mặt tiền. Giống như là ngoài trước vậy nè. Giống như ở ngoài trước thì là mình có tiền cái mình bắt ngang qua để mình có một cái chỗ mà mình kinh doanh mua bán. Thì ở đây cũng như vậy, nó là cái phần, đây là cái phần cống nè. Nếu mà anh chị mua thì mình bắt ngang qua luôn, mình xây cầu á, anh chị bắt ngang qua bên kia luôn. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đi vô tiếp nha. Thì cái miếng này tổng diện tích á là 756 mét vuông, trong đó có một căn nhà. Đất này là đất cây lâu năm, thì chủ kêu giá là 1,7 tỷ nha. Đó. Giờ ra từ từ cái nó nở ra nè, anh chị thấy là từ từ nó nở ra rộng ra nè, đó. Chạy dài xuống ngoài sau rồi có thêm căn nhà nữa. Này. Này, chạy dài xuống nha. Bên hông mình sẽ có được vài cây ăn trái, như mấy cây này là cây bơ nè. Nó mấy cây bơ nè anh chị. Này, đây là mấy cây bơ nha. Nó cái phần đất của mình trống ở đây nè. Đấy, đi vô bên trong có căn nhà nữa, em sẽ dẫn anh chị mình đi vô tham quan. Này. Đó, tới đây anh chị dễ hình dung hơn không? Mình coi sổ cái nha. Nè. Đây đây là cái sổ của mình nè. Nè. Hồi nãy á, cái vị trí hồi nãy là em đứng ở ngoài đầu đường á, bên này nè, em đứng ở đây nè ha. Ở ngoài này là cái lầu nhựa nè. Đó, rồi chủ làm cái trại đặt thêm cái cống, đây là cái con kênh y tế nè. Mình đặt cống qua đây để mình có cái phần mặt tiền để mình kinh doanh mua bán. Cái từ từ cái mình đi vô bên trong cái nó nở ra. Đó, em phải lại nè cho anh chị dễ nhìn nha. Thì cái này là cái mặt tiền em cũng không biết gọi là mấy mét nữa. Nhưng mà cái chiều dài là 76 mét rưỡi nha. Còn cái bề ngang qua thì là ở ngoài sau hậu là 17m85. Đất này là đất cây lâu năm, trong đó thì có một cái căn nhà nữa.
này. Ở bên trong thì rộng ra, chạy dài xuống ngoài sau luôn. Đó, chạy dài xuống mé dưới luôn nha. Em sẽ vô quay cái căn nhà cho anh chị xem, sau đó là mình sẽ đi vòng vòng quanh cái bên này ha. Có mở đèn vô giùm em không ạ? Này, đây là bên trong cái căn nhà của mình này nha anh chị. Này, đi vô bên trong nha, cho em gửi cái sổ với. Dạ thôi nha. Dạ. Với cái chiều dài của mình là ở tới đâu em chưa có rảnh nữa nha. Bên này có máy kinh hay gì vậy? À, này. Này, đây là bên trong cái thì đây là cái phần đất ở bên, đây là cái nhà nè. Trong đất của mình thì có một căn nhà cấp 4 nữa nha. Ở đây thì chủ sẽ để căn nhà lại cho mình luôn. Nội thất thì chủ sẽ dọn đi, em sẽ dẫn anh chị vô bên trong căn nhà mình xem thế nào ha. Này nè, ở bên trong này thì cái phòng khách này nha. Đó, rồi mình sẽ đi xuống ngoài sau. Này, ở đây đồ khá là nhiều ha. Ở đây là em thấy là có một phòng nè. Ở bên này là một phòng nữa. Em có mở phòng bên này được không nè? Em mở nha. Nói chung là cái này là thêm một phòng nữa nè. Là nhà thì có hai phòng ngủ nha anh chị. Đó. Rồi cái có bắt đèn lên giùm em không? Sao tối quá vậy nè? Bắt rồi ha. Ở đây là cái nhà ngoài sau nè anh chị. Đó. Nè. Bên hông nè. Còn cái này là ở ngoài sau. Đất của mình là dài tới ngoài sau luôn nha, tới cái chỗ mà cái mí tượng đây nè. Đó. Em sẽ đi xuống dưới này xem bên này là cái gì ha. Kì. Này. À, ở bên hông mà em thấy có một cái này là cái gì ta? Cái này là giáp ranh với nhà mình, có cái hồ ha anh chị. Hồ, có cái hồ bên hàng xóm. Đất mình thì chỉ khoảng tới đây thôi. Này, tới đây là hết rồi nha anh chị. Tới cái mấy tượng dưới này nè, hết rồi. Cho em qua bên này nha. Cho em qua. Này. Này, phần đất của mình sẽ xuống tới mé dưới này. Nói chung là em thấy là đất khúc đầu thì nó teo, nói chung mình nó nở hậu ra từ từ á, sẽ dài xuống tới mí to này luôn. Nói chung là ở ngoài sau thì cái không gian thì nó khá là rộng. Đây. Đó. Thì em xin nhắc lại nha, miếng đất của mình tổng diện tích đó là 756 m², trong đó thì có một cái căn nhà cấp 4 nữa. Giá là 1,7 tỷ, sát bên khu công nghiệp luôn. Khi mà anh chị mua ở này thì về mình ở thì mình cũng có thể kinh doanh mua bán gì cũng được. Ở ngoài trước mặt tiền nội nhựa thì mình có một cái khoảng nhỏ nhỏ để mình kinh doanh. Em thấy là ở đây nó nếu mà anh chị mua mình về cái mình sửa sạn lại á, mình làm lại nó sẽ rất là rộng và nó sẽ rất là đẹp. Giá là 1,7 tỷ ha. Này. Còn cái phần bên này nè anh chị, em thấy ghi ở trong sổ của mình á, ở phần bên này nè, đây là cái con kênh.
thấy ghi là kênh y tế, chắc là kênh thoát nước rồi cống thoát nước rồi á. Cái phần này thì em nghe chủ đất nói là nếu mà mình kinh doanh mình cần cái mặt tiền á thì mình có thể làm ngang qua thêm một tí xíu nữa, còn anh chị có tiền nữa thì mình làm ngang qua chứ không phải là mình lắp cống nha. Cái này là mình sẽ không có lắp được mà mình sẽ làm đi ngang qua, giống như cái em đang đứng nè, mình sẽ làm ngang qua như vậy nè thì mình sẽ làm được, thì nó sẽ rộng hơn. Nhưng em đi thì em thấy là trong đất của mình đã rất là rộng rồi. Em nghĩ là nếu mà anh chị và mình kinh doanh cái gì á thì mình làm trên cái phần đất của mình là em thấy là nó đã đủ rồi, nó đã đủ rộng rồi. Còn cái phần này á thì em nghĩ chắc là mình sẽ phải kêu cô bé vô á, móc lên cho nó sạch, nó dơ. Để em mở định vị lên cho anh chị xem thử. À, đất của mình là hướng đông bắc nha anh chị. Cái này là hướng đông bắc. Em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị mình xem ha. Thì đây là cái vị trí mà em đang đứng nè anh chị. Thì anh chị thấy là đây là nguyên cái khu công nghiệp Tân Hương nè. Đó. Thì cái vị trí là em đứng ở đây. Chị rất là rõ vị trí cho anh chị luôn nha. Cho nên mà nếu mà anh chị đi mua thì anh chị nhớ hú em cho em có hoa hồng nha anh chị. Anh chị đừng có đi lại, anh chị mua mình tuyên nghiệp em nha. Thì nói chung là ở ngay cái khu công nghiệp thì anh chị cứ yên tâm. Những cái tiện ích tiện nghi ấy là chợ nè. Thì nói chung là chợ, trường học thì ở đây là nó sẽ đầy đủ hết luôn. Chứ ở đây là cũng gần cái thị trấn Tân Hiệp á anh chị. Thì nói chung mà anh chị đi đâu cũng gần hết á. Đây nè. Đó anh chị xem. Rồi vị trí của em nè, khu công nghiệp Tân Hương, rồi bên này khu công nghiệp Long Giang nè, ở đây là cái thị trấn nè, trường học đồ, nói chung ở đây đông lắm, ngoài trung tâm hành chính của huyện luôn á. Thì từ ở đây á mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho á là khoảng 13 cây số. Chạy xe là khoảng 20 phút. Còn từ ở đây á mà anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á thì khoảng 46 cây số nha. Chạy xe khoảng ở đây là cách thành phố Mỹ Tho, quên, cách thành phố Hồ Chí Minh á là chỉ có 1 tiếng 10 phút thôi. Chạy xe là 46 cây số. 46 cây số là mình sẽ tới đây thì cũng khá là gần ha. Cái miếng này á thì em thấy được cái là nó sát bên khu công nghiệp luôn. Thì anh chị nhìn nè, khu công nghiệp là sát bên luôn. Anh chị mình xây nhà trọ hay là mình kinh doanh mua bán gì đó thì nó cũng thuận tiện hơn. Khuyết điểm thì nó gần cái con kênh này, con kênh này nó hơi hôi ha, mình phải dọn dẹp nó cho nó sạch sẽ. Rồi thì em nghĩ là nếu như mà anh chị mình cho cô bé móc lên cho nó sạch sẽ hết, mình chặn mấy cái gác kính lại thì sau này kênh của mình nó cũng sẽ đỡ hơn, thơm tho hơn. Rồi thì em xin chào anh chị nha, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. Anh chị nào mà quan tâm cái miếng đất này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Bye bye anh chị nha. Em thấy vừa từ cái miếng đất của mình chạy ra ngoài quốc lộ 1A là sát bên luôn, mà ra đây là cái khu ngoài này nó rất là nhộn nhịp luôn nha anh chị. Cái này là em đã chạy qua một đoạn rồi á.